Chào mọi người nhá. Mình mới nhận được một chiếc hộp này mọi người này, graphic card, tức là card VGA của cái hãng là iSurix. Mình cũng thấy cái hãng này khá là lạ. Chiếc này mới lắm mọi người ạ. Mình cảm giác như nó không chưa qua cày trâu bò đâu. Nhưng mình thấy nó như kiểu card của hãng Maxun ấy mọi người ạ. Đây mọi người này, fan iSurix và rất là mới luôn. Ống đồng thì cũng cũ theo thời gian rồi, nhưng mà nhìn non trông là cả khá là mới mọi người ạ. Mới con. Bên trong này mọi người nhìn này, tem ốc vẫn còn mọi người này, khá là mới. Có cái lỗi là lúc lên lúc không. Thì hôm qua mình có cắm thử thì mình thấy nó vẫn đủ áp, khả năng lúc bấy giờ lúc nó lên là mình cũng chưa xử lý nữa. Hôm nay mình lại tiếp tục cắm thử xem mà nó có chạy không mọi người ạ. Mọi người xem kênh của mình, cần sửa chữa hãy liên hệ mình qua phần mô tả của video nhé. Còn nếu thấy video của mình vui, hữu ích với mọi người, hãy ấn like và đăng ký kênh để chia sẻ kênh của mình được nhiều hơn. Đây, mình sẽ cắm cho mọi người xem. Con này mình thấy nó đủ nguồn mà. Con này ăn 8 pin. 8 pin thì mình cắn 6 pin thì nó ok thôi. Đó, mình cắn 6 pin nhá. 6 pin gắn 0.22 à. Và mình gắn này. Nó ăn 1.24A mọi người ạ. Quạt không quay mọi người ạ. Quạt không quay gì cả. Vẫn còn nguyên tem ốc. Thôi, nếu mà nó đã ok rồi ấy, thì mình sẽ gắn vào bên của mình test thử xem sao. Chiếc mình đang test một chiếc 1650. Nhạc buồn ngủ rồi mọi người ạ. Sắp 10 giờ tối. Thôi ok, test xong rồi. Ta đi. Mình sẽ gắn chiếc này vào test thử xem ok không. Khách báo mình lúc lên lúc không. Mình thử nhấp nhả đi. Xem là có pha nào nó không lên không mọi người nhé. Thông thường 1.24, 1.25 này là mức nguồn khá là đẹp của giới. Sửa xong mà thấy ăn được cái mức này thì cơ bản mình thấy là khá bền. Còn một số con sửa xong ăn dưới 1A thì mình thấy không được bền lắm. Thường khoảng độ trên 1A, khoảng 1.1A đến 1.2A là đẹp nhất mọi người ạ. Khoảng 1.12A trở lên cũng là ok. Mình sẽ nhấp nhả khoảng độ 10 lần nhé. Xem là cá ok không nhá. Mọi người nhìn nhá. Cứ dòng ăn là mình nhấp điện này. Đó, dòng ăn 1.25A một lần này. Hai lần ok này. Ba lần ok này. Bốn lần cũng là 4 lần này, ok này. 5 lần ok này. 6 lần ok này. 7 lần ok. 8 lần cũng ok. 9 lần cũng ok. 10 lần cũng ok. 10 lần được cả 10 mọi người ạ. Thôi, mình cắm vào cây xem sao nhá. Mình quen tay mình gắn dưới, mình gắn trên á. Con này chắc có nhận được driver chắc phải mất một lúc mọi người ạ. Vừa mình cắm con 1650 mà, nó phải đổi từ AMD đổi sang từ Nvidia đổi qua AMD chắc phải mất một lúc. Chưa thấy lên gì, vào pin rồi. Mình vừa sửa lại bảo hành mọi người ạ, một chiếc 1650 Ventus XS. Mọi người theo dõi video của mình thì sẽ thấy mình sửa chiếc này không lâu. Với cái lỗi là bị chập 12V mọi người ạ. Và sau đấy mình lại sửa thì nó lại chạy. Đây mọi người này. AMD Radeon RX 580 2048 SP. Không biết cái bản 2048 này, mình nghe bảo người ta nói là đóng từ 4GB RAM lên 8GB RAM, không biết có phải không. Mình nghĩ là không phải đâu. Đây mình cắm HDMI này, sản xuất ok mọi người nhé. Và mọi người nhìn này, nó không có cổng DVI đâu, nhưng mà nó có HDMI. Mình nghĩ lên này nó chạy ok đấy. Chưa biết là lỗi ở đâu. 8GB thì cứ chạy Ultra đi, 8K đi.
xem nó sức mạnh của nó đến đâu mọi người ạ. Mưa, không biết có mưa không, mới hôm nay lạnh lạnh. Miền Bắc thì vào vào đoạn này thời tiết bắt đầu lạnh mọi người ạ. Buổi sáng mình đi làm lạnh lắm, nhưng thi thoảng thì lại nóng lại một vài cơn. Bây giờ lại chuyển mùa, trẻ con dễ khá dễ bị ốm. Đây mọi người này, AMD Radeon 580 2048 SP 2048 580, nhưng mem nó ăn như 570 nha mọi người ạ. Thường 580 đoạn mem này nó sẽ là 2000 mọi người nhé, nhưng mà ở đây nó chỉ mình thấy nó có 1700 1750 thôi. Xem nhiệt độ nó max sẽ là bao nhiêu. Thông thường mình thấy 580 những cái con mà trâu già cũ cũ ở thường toàn nóng trên 80 độ thôi, thường thường có con phải nóng đến 83 84 độ mọi người ạ, trâu già. Con này mình ma mát hết rồi mọi người này. Chạy đến phần cảnh như tư 61 độ. 61 độ là mát. Khá là mát. Mình chạy 8K nhá. 8K ở 570 580 thì cũng rơi vào khoảng độ 10 FPS. Thường khoảng 9 đến 10 FPS. Có như vậy là nó chạy ok chứ. Nhưng mà để test được cái lỗi lúc lên lúc không là cũng mất nhiều thời gian đấy mọi người ạ. Mình sẽ lưu lại cái bản BIOS này. Khả năng BIOS này của con cạc tàu này là BIOS đa năng đấy mọi người ạ. Nó sẽ chạy được rất nhiều loại VRAM. À, để biết được có chạy những loại VRAM gì mọi người nhá, mình có một cái tool có thể biết được nó chạy được những loại VRAM gì và có thể chỉnh được timing của những cái con VRAM ấy luôn. Khá là mát mọi người ạ. Mình sẽ lưu cái BIOS này thành một cái BIOS mẫu, hôm nào mình cập những con giới mình sẽ áp thử cái BIOS này xem nó có mát mẻ như con này không. Mình nghĩ là cái con nào mà già quá thì nó sẽ nóng rồi mọi người ạ. Đây mọi người này, chạy phân cảnh như 12 rồi mà nó loanh quanh 66 độ. Khá mới và khá đẹp. Khá mới mọi người ạ. Khá mới đẹp. Mọi người có thể cân nhắc mua cái con cạc mới này cũng khá ok đó mọi người ạ. Mọi người đừng coi thường nói nhé, đừng coi thường nó là cạc của tàu nhé. Mình nghĩ nó cũng ok đấy. So với lại việc mua một con cạc giới cũ giá rẻ của tàu, so với một con giới cũ và mà nó chênh giá không nhiều ấy, đối với lại thị trường bên mình ấy, thì mọi người có thể cân nhắc mua cạc mới của tàu. Đấy, cụ thể là cái con này. Mình thấy hiệu năng nó khá là ok, khá là ổn. Và khả năng con này con này không có bảo hành mọi người ạ. Không biết có bảo hành không? Không có bảo hành không nhỉ? Có tem phiếu gì ở đây không biết, mình không thấy. Để mình hỏi chủ khách xem rồi mình sẽ nói chuyện với mọi người nhé. Xem thử con này có bảo hành như thế nào. Hay là hàng sách tay từ bên tàu về sẽ không có bảo hành. Không có bảo hành thì cũng hơi dở. Đôi khi lên đen lại vương phải con cạc lỗi. Thì cũng đen mọi người ạ. Để mình chắc thử cái khách làm sao. Được 1.000, có ai 1.200 đi. 1.198 mà, cũng khá cao. Rồi mình sẽ tạm thời pause video tại đây. Mình sẽ treo nó một thời gian xem mà nó có lỗi, có sập không thì mình sẽ sửa nó mọi người nhé. Sau bao lâu treo thì đang chập chờn mọi người ạ. Bây giờ là lúc lên lúc không rồi. Dòng ăn 1.25 mọi người nhé. Nhưng mình tắt này. Mình bật lại này. Bây giờ nó lại ăn đủ mọi người ạ. Vậy là mất hết nguồn luôn. Nó ăn còn 0.06 thôi. Con này thì không hề quay cái gì cả mọi người ạ. Nó mà như thế này thì lại không làm gì được nó rồi. Tắt đi này. Bật lại xem nào. Chắc là vẫn phải treo nữa rồi. Mình đã treo nó 2 hôm rồi đấy. Cứ đi làm có việc gì lại vứt đến treo thôi. 1.25 thì chịu rồi.
Nó phải về 0,06 như vừa nãy cơ thì mình mới sửa được. Bó tay mọi người ạ. Nó vẫn tiếp tục lên. Nó đang cố chạy mọi người ạ. Còn linh kiện đang chết một cách rất là chập chờn và yếu rồi. Nhưng mà vẫn chưa chết hẳn, vẫn có sức, cố sức để gắng gượng để mà trụ lại mọi người ạ. Thôi bây giờ mình cứ tháo hết đi, tháo hết nó ra đi. Khi mà nó mất nguồn cái mình đo, mình sẽ không phải tháo nữa mọi người ạ. Thì ít nhất là tháo miếng back plate ra trước. Tản nhiệt mới toanh mọi người ạ, mới quang luôn. Rất là mới. Và ở đây có một cái miếng cao su hay miếng nhựa mọi người ạ, nhựa ấy, mọi người ạ, để định vị đấy, để cho không ấn quá mạnh xuống GPU. Rồi thì cấu tạo của nó cũng khá giống ấy, tương đối mọi người ạ, tương đối là giống, cấu tạo tương đối giống với con PCL mọi người ạ, chạy CGF 238. Không biết là nó hỏng hay có 1V8 hỏng. Ô, đang tăng mọi người, đang tăng. Mình tắt đi hả? Nhiệt. Khi mình không để ý ấy, nó tăng thì nhiệt độ nó sẽ khá là cao. Mình rút rồi, mình sẽ tháo miếng back plate này. Và khi nó bị mất nguồn cái, mình sẽ đo ở mặt sau trước cho mọi người nhé. Vẫn phải gắn tản nhiệt này vào cho nó. Cũng mất vài hôm mọi người ạ. Cứ treo xong rồi vất đấy, xong lại treo lại vất đấy, sửa cho con khác. Cuối cùng hôm nay thì mình đã tìm ra lỗi, nó mất một phát là mất trắng hết nguồn luôn, không còn một cái nguồn gì cả. Nguyên nhân là IC này mọi người ạ, lệnh mở nguồn IC này bị lỗi, do lỗi con chan này, con chan bị FPV ở đây. Mình đã thay thế một con chan khác, và con chan dưới này cũng lỗi luôn, mình thay tiếp một con chan đấy nữa luôn. Và bây giờ nó đã chạy ok, và mình chắc cũng chả phải ghim lại đâu, bởi vì không biết mình đã test nó chưa nhỉ. Mình benchmark rồi đúng không mọi người? Nếu như mình để mình xem lại thì mình benchmark chưa nhá. Mình benchmark ở đầu video rồi mọi người nhá. Tức là sửa nó lâu quá ấy, mấy hôm liền, thế là cứ treo xong lại ngắt, treo xong ngắt. Có lúc thì nó đủ cái, đủ nguồn, lúc thì nó thiếu nguồn mình đo. Thì chỉ một lúc sau thôi, mình cầm cái que đo lên cái mà cầm cái que đo lên cái là nó đã đủ nguồn rồi. Thế nên là không sửa nó. Hôm nay thì đã sửa ok rồi mọi người ạ, đã thành công. Bây giờ sẽ test lại xem mà lên hình ok không. Sau ấy là mình cũng sẽ vào lại benchmark một chút. Nhưng mình sẽ kết thúc video sớm, bởi vì là benchmark nó ok rồi thì nó lỗi phần nguồn, thì xử lý phần nguồn này cơ bản là nó sẽ ok thôi. Không sao đâu mọi người ạ. Rồi, mình sẽ xử lý nhá. À, mình sẽ cắm vào main nhá. Mình sẽ gắn vào main nhá. Nên thành nghị. Con này không có cổng DVI mọi người ạ. Nhưng mà cả khá là đẹp, nhìn khá là ok. Mọi người có thể cân nhắc mua cái con này, mình thấy nhìn chất lượng của nó cũng được các mọi người ạ, cũng không phải là hàng lởm lắm đâu. Mình thấy IC nguồn các thứ của nó cũng ok. Có con IC 1V8, con IC của mở nguồn đầu tiên ấy thì là mình thấy nó là con IC tàu. Con đấy thì mình thấy là khá hay chết. Nhưng mà con đấy thì độ chế được. Mình có một video mình độ chế nó rồi, nhưng mà mình chưa up được bởi vì là mình để quên cái video đấy. Mình để quên cái video ấy ở trên trên nhà, ở trên đơn vị của mình. Mình đang nghỉ phép. Nhà mình dạo này cứ như cái chợ ấy mọi người ạ. Đây mọi người này, qua chạy ok này. Và benchmark lại đi, benchmark lại, à đổi đã, quên mất mọi người ạ. Cắm là nhận ngay. Đó, nhận ngay mọi người ạ. Nó ok mà. Lúc nó đang chạy nó ít lỗi lắm, nhưng mà vừa rồi nhá, mình để một lúc, sau mình chập đi chập lại cái nguồn đấy thì nó vẫn cứ lỗi mọi người ạ. Thôi bây giờ mình quyết định là mình cứ kệ thôi, mình sẽ bỏ ra như này. Và benchmark đi.
Mình cứ benchmark khoảng độ 3 phân cảnh đầu mình sẽ kết thúc video nhá. Vì mình benchmark nó kỹ rồi mà. Mình cũng treo và cũng để benchmark nó mấy lần đấy. Mình treo và để benchmark nó nhiều lần lắm rồi. Loạn đầu quá mọi người ạ. Từ lúc con gái mình nó quấy loạn đầu lắm. Mình cũng chả biết là mình đang nói đến đâu nữa. Nhà mình nó cứ loạn như cào cào ấy. Nhiệt độ vẫn mát mẻ mọi người ạ. Thì chắc là mình sẽ kết thúc video sớm, kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của LiveBC. Nếu thấy video hữu ích hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cần sửa chữa hãy liên hệ với mình qua phần mô tả của video. Chiếc cạc này là một chiếc cạc của Trung Quốc mọi người ạ. Vỏ hộp của nó đây khá là đẹp, của hãng Aisurix mọi người ạ. Đây là quảng cáo game hay sao này. Better performance, more HD video, more cool game. Đại khái là nó quảng cáo cạc là chơi được nhiều game, đồ họa cao. Cảm ơn mọi người đã xem video của LiveBC một lần nữa. Chào tạm biệt cả mọi người. Chúc mọi người một ngày vui nhé.